Hey! Let's go! Bet! Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? Look at me up. I'm putting it down. You picking it up. Checking the models. They want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living. Or teach yourself to make a fortune. Common sense. Welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. I don't need your endorsement. I don't need reinforcement. Giving you your last warning. Guess I won't be coming to church
church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Kính thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu lúc này đã hiện diện chú rể Hoàng Hải và cô dâu Hoàng Linh. Tôi cũng xin được mượn lời ca dao của Việt Nam và nói như thế này với quý vị: chim khương tìm nhạnh tìm cảnh, gái khôn tìm đến anh nhận lành tìm người thân. Ngày hôm nay cô dâu Hoàng Linh, con của gia đình ông bà Hoàng Văn Nhất, đã tìm cho mình được một chỗ để cho thân gửi phần, đó là chú rể Hoàng Hải, con của gia đình ông bà Hoàng Tổng Quân. Và ngày hôm nay họ đã chính thức trở nên vợ nên chồng, và xin một tràng hoa tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đôi thân hơn. Xin quý vị một tràng hoa tay ạ. Xin được cảm ơn quý vị thật nhiều. Và trước đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Ngọc Quân và bà Hoàng Thị Minh Phượng là chủ hôn của bệnh viện ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quý ông bà về sân khấu. Về quý họ nhà gái, chúng tôi xin được thân thành giới thiệu và kính mời ông Hoàng Văn Nhất và bà Đinh Thị Hương. Xin được trân trọng kính mời quý ông bà vui lòng về trên sân khấu. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện, vị đại diện của họ đàn trai, vị đại diện của họ đàn gái. Xin mời quý ông quý bà chúng ta vui lòng bước về ở trên sân khấu. Kính thưa quý vị, trên thế đại của chúng ta lúc này đây đã hiện diện đầy đủ thứ thần phù mẫu của đôi tân hôn, cũng như quý vị đại diện của họ đàn trai, quý vị đại diện của họ đàn gái. Và một lần nữa xin quý vị hãy chúc mừng cho hai gia đình, hai dân tộc một tràng hoa tay thật nồng nhiệt nữa, xin quý vị. Xin được cảm ơn thật nhiều. Và sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của họ tộc nhà trai ngày hôm nay cũng đã thay lời cho ông bà chủ hôn đón lời chào mừng và lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa hai họ, kính thưa bà con xa gần thân thuộc của gia đình chúng tôi, đáng lẽ lời nói hôm nay là anh chị Quân để nói lên những sự hạnh phúc của mình, nhưng giờ phút này cũng có nhiều cái sự cảm xúc, do đó cho nên chị Quân đã ủy quyền lại cho tôi để có đôi lời phát biểu như sau. Kính thưa quý vị, cái này nó hơn cái này. Hai cháu Hải và Linh đã yêu nhau lâu, được hai gia đình thống nhất để xây dựng hạnh phúc theo nguyện vọng của hai cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày đẹp nhất của hai cháu. Hai gia đình đã thống nhất tổ chức lễ tân hôn của cháu hôm nay. Trước sự hiện diện về đây đông đủ của bà con để chúc phúc cho hai cháu, chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc quý vị có nhiều hưng phấn trong bữa tiệc hôm nay. Xin cảm ơn. Và lần nữa thì xin quý vị chúc mừng cho bài phát biểu của vị đại diện họ đàn trai. Chúng ta thêm một tràng hoa tay nữa đi ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà gái ngày hôm nay, chúng ta cũng có lời để đáp từ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa quan viên hai họ, hôm nay tôi xin thay mặt cho họ nhà gái, xin qua một thời gian tìm hiểu đã lâu, nay đã đến đầu chín muồi, được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi định ngày tổ chức lễ thành hôn cho hai con tại nhà họ Tây. Tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các quý vị khách quý, quan viên hai họ đã bớt chút thời gian vàng ngọc về đây để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng hai cháu và chia sẻ niềm vui cùng hai gia đình chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin kính chúc các quý vị khách quý, quan viên hai họ, anh chị em thân cận gần xa của hai cháu lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị,
quả như châu chúng ta đã nói, lời chào thì cao hơn là mắc cố. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe lời phát biểu của đại diện họ đàn trai cũng như họ đại diện của đàn gái qua những lời chào mừng và lời cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị. Xin cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã đón nhận. Và sau đây xin mời rất là kính mời đôi tân hôn tiến lại tháp bánh để cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi đầu đời của cuộc sống hôn nhân. Xin được trân trọng kính mời đôi tân hôn. Tia nắng trong anh không xa rời. Xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại mình trưng cho ngày vui nhớ. Ở nơi đây xin được cầu chúc cho hai gia đình, hai dân tộc chúng ta có một tình tâm gia đời đời bền chặt. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời quý ông bà chúng ta trở xuống bàn tiệc để tiếp tục cuộc vui. Và riêng đôi tân hôn thì xin mời nán lại một tí xíu nữa. Ngày vui quý vị, hôm nay quý vị chúng ta hiện diện tại nhà hàng để người thông thảo với lời mời của gia đình ông bà chủ hôn hoặc là quân. Và để đáp lại những tấm lòng của quý vị, chúng ta đã nhờ đến hàng thịt quý tất cả các chuẩn bị những món ăn ngon lành, đầy đủ hương vị màu sắc cho tất cả quý vị chúng ta được dùng. Và những món ăn ngon lành đó thì nhà hàng quý tất cả cũng có những lời chúc mừng và tặng phẩm để gửi tặng cho đôi tân hôn. Cho nên xin trân trọng kính mời đại diện của nhà hàng quý tất cả chúng ta sẽ có một món quà để gửi tặng cho đôi tân hôn, tạo một món quà kỷ niệm trong ngày tân hôn hôm nay. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay, bầu trời trong xanh.